Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm điện, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, công ty đã giao nhiệm vụ trực tiếp tới các điện lực, yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về tiết kiệm điện, trong đó mỗi cán bộ, nhân viên là một tuyên truyền viên tích cực. Thực hiện cái chỉ thị 14 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện trong cái mùa nắng nóng thì về phía đơn vị đã thực hiện một số cái, cái nội dung thứ nhất là thành lập tiểu ban chỉ đạo tiết kiệm điện và sử dụng điện cung ứng điện trong mùa nắng nóng. À, xây dựng cái kế hoạch về tiết kiệm điện cũng như các cái giải pháp sử, ở, sử dụng điện trong năm 2023 và giai đoạn 2023 2025. À, phối hợp với sở công thương để tham mưu cho ủy ban tỉnh các cái giải pháp chỉ đạo các giải pháp về tiết kiệm điện. Để làm tốt công tác tiết kiệm điện, công ty điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn tham gia ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các khách hàng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ. Tăng cường các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, sử dụng thiết bị điện hợp lý, giảm bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt, sử dụng thiết bị điện được dán nhãn năng lượng, khuyến khích lắp đặt hệ thống sử dụng điện mặt trời. Gia đình chúng tôi là chỉ khi nào mà cần thiết lắm thì mới bật điện, còn không có thì cũng 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 không, không dùng. Đấy là một, thứ hai là không một lúc không đồng loạt là dùng các loại thiết bị mà mà ăn nhiều điện với tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp ngành điện khuyến cáo các đơn vị cá nhân xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện